tranh giải nữ 3 triệu đồng. Đô Nguyễn Thị Nga của Thái Nguyên mang trang phục đỏ nhị thắng, gặp đô Trần Thị Ánh của Bắc Ninh mang trang phục xanh xin theo. Mời hai đô vào giữa giới. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh trọng tài trống xe đài. Chúng tôi xin mời